You see me calling, xin em không nhấc máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lỗi từ đây. Em chỉ là bên you see me calling, xin em không nhấc máy. Em nói là không muốn gặp anh nữa, anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hấp ăn chưa? Ăn chưa. Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn suy, em còn nghĩ, em còn chắc làm chết. Anh biết anh như cục ghen trong mắt, bởi vì em chỉ có get for me. Baby nghe anh nói một lần được không? Tên anh được trên màn hình em có chụp không? Nếu em muốn ghét anh nói trước, tụi nó ghét anh ngoài kia cũng phải tốn gần một năm. Và nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng nói anh daddy gặp công chủ. Đừng có mong thủ ấy. You see me calling, xin em không nhấc máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lỗi lần này. Nhưng mà when you see me calling, xin em không nhấc máy. Cause when that any hit me thì cô ơi cũng chết lại. I'm talking about love, I'm talking about you, I'm talking about all the things you say you wanted us to do. I'm talking about love, I'm talking about you. Wanted us to do. I'm thì cần có nghe, okay, no man. Girl, you know I gotta keep it real right now. Right now, anh có thói quen chia sẻ là kêu vài dao. Right now, anh không phải có tự nhiên thích tiêu xài hao. Automated how to feel right now. Nói mấy con gái em, nếu tụi mày giống thì bạn trai của tụi nó đã là anh rồi. I know, baby, I'm an asshole. Asshole, but that's 'cause you're the shit though. Shit though. Bắt vào mắt xanh thì phải biết như là không sang đâu. Baby, anh không có tiếc đâu. Vậy thì sao em phải giữ lại? Là vì một ai quá nhiều lần đi cho mình sai. Chẳng còn gì để phải nói. Chưa cần gọi thêm, thơ đã chính là lời cay kề dần rồi. Vậy xin anh đừng nói để xin anh. Xin đi khó lên, xin em không nhấn mây. Nếu như em có nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này. Nhưng mà mình nhấn đi khó lên, khó lên. Xin em không nhấn mây. Xin ta em đi hình mi thì cô mỗi dù cho được lại. Xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này. Nhưng mà when you see me calling, xin em không nhấc máy. Cause when that hit me thì